chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chương trình bây giờ đang là chiếc điện thoại Realme 7 Pro và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Cái chiếc điện thoại Realme 7 Pro này là cái chiếc điện thoại mà nó có một cái củ sạc siêu nhanh 65W đi kèm theo máy. Pin mình nghĩ là cũng ở mức độ đủ dùng, đó là 4500 mAh. Có bộ 4 camera ở phía sau, điểm nhấn là camera 64 MP. Màn hình thì là tấm nền AMOLED rồi. Nó sẽ có cả vân tay ở bên trong màn hình. Và thêm một cái điểm nhấn nữa đó là Realme 7 Pro, nó sẽ có bộ loa ngoài là loa kép luôn. Và cái màu sắc ở mặt lưng các bạn có thể nhìn thấy là màu sắc rất là đẹp. Hiện tại thì điện thoại Hay đang bán cái sản phẩm này với mức giá là 6.990.000 đồng. Tất cả những thông tin về cái mẫu điện thoại này mình đã để ngay phía dưới phần mô tả video này nhé. Và cái màu sắc của con Realme 7 Pro này các bạn có thể nhìn thấy là nó tương đối thôi, tương đối là giống với cả màu sắc của con Realme V5. Đấy, nếu mà ở trên con Realme V5 ấy thì mình đánh giá là đây là một chiếc điện thoại rất là đẹp, bởi vì nó có cái dòng chữ Realme khẳng định cá tính như này này. Tuy nhiên là có một số bạn, các bạn không thích cái dòng chữ Realme này thì có thể là chúng ta sẽ lựa chọn Realme 7 Pro để chúng ta nhìn cái mặt lưng nó trở nên gọn gàng hơn, kiểu như vậy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xem ở bên trong hộp của Realme 7 Pro nó sẽ có những gì nhá. Cái phiên bản của mình đang cầm trên tay này là phiên bản RAM 8, bộ nhớ trong 128, rất thoải mái cho các bạn trong quá trình sử dụng. Và đây cũng sẽ là phiên bản cao cấp nhất của Realme 7 Pro ở thị trường thế giới luôn. Đấy, như là Việt Nam chúng ta rất là ưu tiên rồi, bởi vì nó còn có một phiên bản nữa là phiên bản RAM 6 bộ trong 128 cơ, nhưng Việt Nam thì sẽ được phiên bản RAM 8 bộ trong 128. Bên trong hộp này thì chúng ta sẽ có một cái ốp lưng dẻo tối màu giúp cho bảo vệ máy chống sức tốt hơn cũng như là chống va đập ngon hơn. Cái seal này thì admin Kha đã bóc ra trước rồi. Đây, có vân tay bên trong màn hình nhá. Đấy, đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Chúng ta sẽ có những gì nữa nào? Chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C và sợi cáp này có những cái đường màu vàng ở bên trong như này, tông trùng tông màu với ở cái hộp trông khá là trẻ trung. Đó, rồi chúng ta sẽ có que dọc sim ở đây nhá. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái củ sạc siêu nhanh đây, củ sạc Super Dark đây. Đấy, và củ sạc này thì sẽ có dòng ra tối đa là 65W, đấy 10V 6.5A, rất thoải mái luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ phụ kiện qua bên để nói chi tiết hơn về cái chiếc máy này. Quay trở lại với Realme 7 Pro thì cái điều đầu tiên khi mình cầm cái sản phẩm này trên tay đó là nó khá là nhẹ nhàng. Cái khối lượng của nó rơi vào khoảng 182g. 182g thì mình thấy là tương đối ổn đối với cả một cái chiếc điện thoại mà có viên pin là 4.500. Đấy, và mình nhận được luôn một cái bản cập nhật phần mềm mới của Realme ở đây. Các bạn thấy chưa? Có luôn một cái phiên bản cập nhật phần mềm mới, nghĩa là chứng tỏ nhà sản xuất đang tương đối là chăm chút cho cái chiếc điện thoại của chúng ta. Rồi, nhưng mà mình sẽ cập nhật phần mềm sau nhé. Mình sẽ nói qua một chút về cái thiết kế thì sao. Đầu tiên là về chất liệu thì hơi đáng tiếc, Realme 7 Pro sẽ chỉ được trang bị chất liệu mặt lưng là mặt lưng nhựa mà thôi. Và cái khung viền này là khung viền nhựa. Đối với cả cái mặt lưng này thì nó sẽ để lại mồ hôi và dấu vân tay. Mặc dù là mặt lưng của nó theo cái kiểu là nó cũng hơi bóng một tí, mà nó cũng hơi nhám một tí. Đấy, nhưng mà nó sẽ để lại mồ hôi và dấu vân tay, chúng ta cũng cần phải chú ý cái điều này. Tuy nhiên là mình nghĩ là nếu mà đeo thêm ốp lưng thì nó cũng sẽ giải quyết vấn đề thôi. Mặt lưng nhựa này thì chắc chắn là sẽ rất là dễ xước nhá. Tiện thể nói về cái mặt lưng này thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera làm hơi lồi hơn một tí so với cả cái phần mặt lưng. Và cái cụm camera này thì cũng được điểm xuyết bởi những đường chrome bao quanh như này. Chúng ta sẽ có một camera chính có độ phân giải là 64 MP, khẩu độ lens 1.8, tiêu cự 26mm. Chúng ta sẽ có thêm một camera góc rộng có độ phân giải là 8 MP, khẩu độ là f2.3, tiêu cự 16mm và có góc chụp là khoảng 119 độ. Camera macro với cả camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông đều có độ phân giải là 2 MP cả. Và đây chúng ta sẽ có dòng chữ đó là 64 MP AI camera, kèm theo đó là đèn flash. Logo Realme thì viết bé hơn, được chưa? Đó, logo Realme ở đây. Mặt lưng này thì chia ra thành hai cái khúc khác nhau xuyên qua cái phần camera như này. Đấy, bản thân là để cho khi chúng ta cầm lên cho chụp ảnh đặt nằm ngang như này thì chúng ta sẽ thấy cái điện thoại trông như kiểu là một cái máy ảnh ấy, đấy kiểu như thế. Thì đây cũng là cái cách thiết kế chung của những cái điện thoại Realme ở trong cái thời gian gần đây. Chiếc điện thoại của chúng ta thì có luôn một cái miếng dán màn hình ở bên ngoài như thế này nhá. Như vậy là nếu mà chúng ta sử dụng thêm ốp lưng ấy thì không phải mua thêm bất kỳ một cái phụ kiện nào để bảo vệ máy nữa đâu. Rồi ở phía các cạnh máy thì sao? Phía cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái phím tăng giảm âm lượng, kèm theo đó là một cái khay. Và khi mà mình tháo cái khay này ra thì Realme trang bị rất là đầy đủ cho Realme 7 Pro khi mà nó có 2 SIM và một thẻ nhớ luôn. Rất thoải mái, đúng nào. Đấy, rồi phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn. Phím nguồn này thì cũng được cách điệu bởi một cái đường màu vàng ở chính giữa như này nữa này. Phía dưới này chúng ta sẽ gồm một cái cổng sạc chuẩn USB Type-C, loa ngoài, mic thoại và vẫn giữ được jack cắm tai nghe 3.5. Phía trên này chúng ta sẽ có thêm một mic phụ nữa. Và cái phần màn hình này thì mình đánh giá là nó làm hơi cao hơn so với cả cái phần khung như này. Đấy, tuy nhiên là khi mà chúng ta vuốt vào ấy,
thì nó cũng không phải là quá cấn tay đâu. Có chăng chúng ta sẽ cảm thấy hơi gợn bởi vì là nó có miếng dán màn hình ở bên ngoài như này. Đấy, và khi mà mình mở cái màn hình này ra thì các bạn sẽ thấy là cái phần viền trên, viền hai bên làm khá mỏng nhưng phần viền dưới thì làm tương đối là dày. Cái Redmi 7 Pro này thì nó sẽ có cái loa thoại kim luôn loa ngoài ở phía trên này nữa nhé các bạn nhé. Đấy, nó rất là mảnh ở phía trên này đây. Và nó sẽ có một camera selfie có độ phân giải là 32 megapixel, khẩu độ f 2.5, tiêu cự 24mm nữa. Đấy, đây là màn hình theo kiểu là đục lỗ nốt ruồi, đặt lệch sang bên tay trái. Màn hình của chiếc điện thoại này thì cũng ở mức độ vừa phải, 6.4 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng 2400 x 1080 pixel. Tỷ lệ màn hình khá dài, đó là 20:9, cho một cái mật độ màn ảnh rơi khoảng 411 ppi. Với 411 ppi thì mình thấy là đủ nét rồi. Màn hình này thì là màn hình Super AMOLED và chắc chắn rồi, nó sẽ có cảm biến vân tay bên trong màn hình. Tuy nhiên, hơi đáng tiếc đó là cái kính cường lực được trang bị trên chiếc điện thoại này chỉ là kính cường lực Gorilla Glass 3 Plus mà thôi. Nếu mà so sánh sang với cả những cái loại kính cường lực khác ấy, thì cái độ chống va đập của kính cường lực 3 Plus này thì không thể bằng được 5 hay không thể bằng được 6 được. Đấy, thì các bạn cũng cần phải lưu ý cái điều này. Chứ còn có miếng dán màn hình ở bên ngoài thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng xem là nó chống xước như nào đâu. Đấy, vì miếng dán này thì mình nghĩ là chẳng chả ai bóc ra đâu mà, đúng nào. Về hiệu năng thì sao? Redmi 7 Pro sẽ sở hữu con chip Snapdragon 720G. Đây là một con chip tương đối là bình thường ở trong cái tầm giá này, nếu không muốn nói là tương đối yếu so với cả các cái đối thủ khác. RAM đi kèm theo máy sẽ là 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Với RAM, với ROM như thế thì rất là thoải mái. Điểm SoundTutu cho ra rơi khoảng 227.000 điểm. Đó. Điểm GPU rơi vào khoảng 42.000 và điểm CPU rơi vào khoảng 99.000 điểm. Với con chip như thế này thì chúng ta có thể chơi được những tựa game như kiểu là Liên Quân và PUBG, gọi là chơi được thôi. Cho chơi mượt mà thì mình nghĩ là không phải quá thoải mái đâu. Đấy, còn chơi những tựa game như kiểu là từ Advan 8 đổ xuống thì lại rất ok. Và pin sẽ là 4.500 như ở đầu video mình đã nói, và sẽ kèm theo cả sạc siêu nhanh 65W. Mình nghĩ là với cái sạc siêu nhanh như thế này thì chắc là nó cũng chỉ sạc trong khoảng 20-30 phút là đầy pin thôi. Và theo như nhà sản xuất công bố ấy, thì cái sạc 65W này có thể sạc đầy cho cái chiếc điện thoại này, đầy 100% pin nhé, trong vòng 34 phút và sạc được 50% pin chỉ trong vòng 12 phút mà thôi. Đấy là những con số mình nghĩ là cực kỳ ấn tượng đấy. Đó. Còn tất nhiên rồi, sản phẩm này thì nó sẽ có Safe Play, có tiếng Việt, có sẵn luôn đối với các cái sản phẩm của Realme như thế này. Đấy, và cập nhật phần mềm đây thì các bạn cũng sẽ thấy luôn là có phiên bản phần mềm mới rồi. Đấy, còn giới thiệu về điện thoại chúng ta cũng xem luôn nhé. Phiên bản Android là phiên bản Android 10, Realme UI V1.0 này. Đấy, Snapdragon 720G, RAM 8, bộ nhớ trong 128. Đó. Còn mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về cái giao diện camera của chiếc điện thoại này. Đấy, mình sẽ thử xem là camera của Realme sẽ như thế nào đây. Camera trước này. Đây, mình sẽ lau đi một chút bởi vì bị dính vân tay mà. Với camera trước của Realme 7 Pro thì mình thấy là ở mức độ ổn. Nó không phải quá xuất sắc đâu, nhưng mà camera trước này mình đánh giá là ổn. Chúng ta sẽ có cả chế độ chụp ảnh chân dung, nghĩa là nhận diện khuôn mặt thì xong sau đó để xóa mờ các cái phần khác đi. Đó, ngoài ra nữa thì đây sẽ là camera sau đây. Camera sau thì chúng ta sẽ có các chế độ, ví dụ như chụp ảnh bình thường 1x này. Đấy, đây là zoom 2x, đây là zoom số rồi nhá. 5x đây cũng là zoom số này. Đấy. Và các bạn thấy là cái độ chi tiết giữ lại là tương đối cao đấy. Đấy, đây là camera góc siêu rộng đây. Đấy. Chúng ta cũng sẽ có chế độ chụp ảnh chân dung, chụp ảnh 64 megapixel. Đấy. Đây, rồi là chuyển luôn sang Pro đây này. Rất là nhanh luôn này, 64 megapixel cũng có thể chụp ảnh Pro được này. Đấy, phơi sáng là khoảng 32 giây. Nói chung là những cái này chúng ta về mò cũng được thôi. Về cơ bản là Realme trang bị rất là đầy đủ cho cái sản này. Tổng kết lại thì Realme 7 Pro cá nhân mình đánh giá là cái điểm yếu lớn nhất ở trên cái sản này, đó là cái con chip của nó. Đấy, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là cái con chip của nó không xứng đáng với cái số tiền mà chúng ta bỏ ra. Mình cũng đồng ý với cái điều đó. Và có thêm một số những điểm mà mình cảm thấy hơi đáng tiếc nữa mà ở trong cái tầm giá này chúng ta có quyền đòi hỏi thêm. Ví dụ như là cái thiết kế của nó thì nên có cái mặt lưng bằng kính thay vì mặt lưng bằng nhựa. Và cái màn hình của nó ít nhất thì cũng phải là màn hình 90Hz thay vì màn hình 60Hz. Đấy, đấy là những điểm trừ, có 3 cái điểm trừ chính đấy. Là con chip này, cái chất liệu mặt lưng và cái tần số quét màn hình là 3 cái điểm mà mình chê. Còn lại thì Realme 7 Pro là một sản phẩm mà có hộp phụ kiện rất là đầy đủ, thiết kế cũng ổn, màn hình thuộc dạng đủ dùng, hiệu năng ở mức độ đủ ổn thôi. Đấy, nhưng mà đánh đổi lại là camera con này mình nghĩ nó cũng sẽ tốt thôi. Và cái sạc thì lại sạc siêu nhanh. Đấy. Các bạn nghĩ sao về Realme 7 Pro? Hãy để lại comment cho mình biết. Và theo các bạn thì với mức giá là khoảng dưới 7 triệu tại Điện Thoại Hay thì các bạn có mua sản phẩm này hay không? Đấy, rồi hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tất cả những thông tin về chiếc điện thoại này mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video này rồi.